Hello, xin kính chào tất cả các anh em học sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Rồi, qua đài chúc anh em ơi, ghé qua chơi cái sự kiện ngày cuối cùng của ngày hôm nay anh em. À, ngày hôm nay là hết anh em, còn 23 tiếng, 34 phút là hết rồi. Ok, nhiệm vụ mình đã làm hết nhiệm vụ hàng ngày rồi nè anh em. Đấy, 18 cái hoa hướng dương nha. Rồi, lên đường. Nếu mà hên thì lên được mốc này. Còn không thì thôi, mình cũng không có mua thêm lượng nữa anh em à. Cơ bản là đủ rồi, tại vì mình sẽ tiết kiệm kim cương cho những cái sự kiện mà mình cảm thấy nó quan trọng, những sự kiện liên quan tới ám khí chứ. Mấy cái sự kiện này thì không cần, mình đã hốt được cái mốc 5 vạn rồi. Ok rồi, mình cảm thấy mình vui rồi. Ủa cái gì vậy, tiêu tiêu đâu? Chết bà, quên cái con na nó dính vô tiêu tiêu. Trời ơi, thiệt tình, quên em ơi, quên quên quên. Không sao không sao. Tám mươi nghìn lận mà có 10.000 à, thôi quá khó rồi. Sợ không được luôn chứ. Đây bao nhiêu, ui 24.000 anh em, ngon nha. Đài, cái đài sen một đài đài, ừ đài. Trời ơi, hay. Ê, hôm nay ngon ngon nha anh em. Thấy khởi đầu là ngon rồi đó. Đó, thấy khởi đầu là ngon rồi đó. Nó không có bị lãng phí rồi được rồi đó. Một, đúng rồi, cứ vậy. Trời ơi, đã gì. Kem, kem, kem. Kem nha, kem. Thôi, giờ mình không cần đài đâu. Kem, đúng rồi. Kem. Kem. Chà, cái dừa. Kem. 5.400, ok cũng được anh em, còn hơn là không có gì. Rồi, hai nốt, đúng rồi, cứ vậy đi. Đừng vô trống là ngon. 54 rồi. 4. Ok, ô trống mới nói xong luôn. 1. Đùa nhau hả? 5. Chết già. 54 rồi mọi người ơi, cố lên. Yes. Sáu mốt, hai 19.000 nữa thôi. Chính xác là 18.500. Năm. Ui chà. Bộ năm. Ừ, trời mừng quá. Ok, clear dam. Sáu mươi sáu, sáu nút. Ừ, rồi cái này là cái có thể là đến đích hay không nè. Đừng thân, tôi cần một cái sừng, tôi cần một cái sừng, tôi cần một cái sừng chứ tôi không muốn bị cắm sừng nha. Đúng rồi, có nha anh em. Đó, ok rồi, một cái nữa là xong luôn, là 80.000 luôn. Tôi lại cần một cái sừng, một cái bánh có sừng chứ không cần cắm sừng. Ok, bravo. Không có. Ok, cơ hội cuối chúng ta sẽ nó có hay không? Hãy trả lời ta đi nào, cái sân kia. Có anh em, yes. Trời ơi, đỉnh, đỉnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vô đây, giờ mình bấm vô đây, and mình bấm vô đây, giờ mình bấm vô đây. Mình bấm vô đi và mình giết nó thôi. Xong rồi, quá ngon nè anh em, hên nha. Tính ra cũng có mấy lần ổ trống nhưng mà tính ra là hên. 80.000 mà lên rẹt luôn. Hốt quà rồi, bây giờ lấy một cái con chả liên quan tới con kia mới được. Phụ trợ, một con phụ trợ rồi. Diễm, chúng ta đến với anh Diêm.
Ê gà cái này ngon nha. Cụ Bảo Đôi Tháp hình như là mình chưa có cái này. Rồi 6 nút luôn. Ủa mới vô độ 6 nút luôn. Vậy đâu đây? Ok. À, cái này tới 130 ngàn là anh em già số 7 là được. Cái này cực kỳ ngon nha. Thần Vương mà 6 sao, cực kỳ ngon. Mà nó tới 130 ngàn. Quá chua. Trùng dai đây. Cốt à. Ơi, nói chung là vô là nó tự động nó clear rồi, cũng chẳng có gì, có yêu tiêu rồi xong rồi. Có tiêu tiêu là xong rồi. Bốn nút. Trống. Ba nút. Một nút thôi, một nút, một, trời ơi, hai nút. Vô đây nè anh em, kiếm kiếm chát. Cái thằng Vương 6 sao ngon thiệt chứ. Thì đi farm dàm gì ra được, khó lắm, thằng Vương 6 sao khó là khó, khó kiếm lắm anh em ạ. Rồi hết rồi, mà mình mới có 22 ngàn thôi. Yeah, có nên mua thêm cho em ta, thằng Vương này khá là ngon nha. Đầu hoặc thân luôn. Trời ơi. Hàng siêu hiếm. Nếu mà chơi thì sẽ tốn 800 kim cương và mình được 5 lượt. 5 lượt mà 5 lượt lên được hay không là một vấn đề nữa. 30 ngàn. Trời ơi, 30 ngàn. À, 5 lượt mà kiếm tới 110 điểm. Ôi thua thua anh em ơi, 5 lượt mà kiếm 110 điểm. Quá khó, chưa kể mình vô những ô trống nữa. Thôi, ngừng. Tại vì không có khả năng lấy anh em à, mới tính là mình không có khả năng lấy rồi. Thua 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 thua. Đây, đây coi coi con Vinh. Cụ Bảo Vinh, đúng rồi, chưa có cái trên cùng nè. Lụm. Đâu rồi, cái cụ Vinh đâu rồi? Cụ Vinh đâu rồi? Đây 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 anh em, Vinh. Rồi. Này mở nè. Rồi mừng quá, cây chay mà có được cái trên cùng cao đó là ngon rồi anh em. Oh yes, cái cuối cùng quá ngon. Ok anh em ơi, rồi được rồi, kết thúc gì cũng được rồi. Chứ cái kia là quá khó này, là không có lấy nổi đâu. Hình như là máu nữa. Ủa, bữa giờ mở toàn là máu không ta? Ok, trang bị lên. Đẹp trai ngay. 4 rồi, được 4 cái. Ý cụ Bảo Vinh quan trọng mà, sao không nâng? Gì ui hao hùng hoàng kinh dị luôn. Ê hê.
Ok, lên đường trăm. Rồi, vô coi nó có quýnh lộn không? Hình như đài khó kiếm quýnh lộn lắm anh em à. Không thấy không? rồi, thôi, bay qua sạc quê chung anh em ơi. À quên, đổi đồ, đổi đồ. Đổi đồ. Quên cái này là mệt, để coi được 22.900. Nếu mà mở được cái số 7 nó sẽ có cái gì? Số 7, à không có số 7, có số 8 à. 8 mở được này. Như vậy á, thì mình sẽ đổi cái... Ồ, cái màu vàng nè anh em, cái màu vàng quan trọng nè. 10.000. Ồ à có một cái 10.000. À, một cái 5.000. Chán vậy. Rồi, vậy đi. Cái bà nó ngưng anh em. Không chơi nữa, đủ rồi. Vui rồi. Là mình đang có bao nhiêu cái hồng hoàng à? Ngoài kia ta để coi coi như là không có dư nhiều. Ủa, à, cái này chưa nói. 1 2 3 4 4 cái. Một cái chọn dòng, một cái dư đúng không? Là hai, hai con này đang đeo hai cái là 4, thiếu một cái nữa anh em. Ê, thiếu hai cái nữa. 6 cái mới 10 vạn. Rồi ok đây, khi nào nó có sự kiện chơi tiếp. Ok, qua sự quay chung anh em ơi. À bạn Thị Hiếu đã dịch cho anh em mình cho cộng đồng của Việt Nam mình cái bản dịch của cái chân chân trái của An Ngân. Để chút xíu vô mình đọc cho anh em nghe nha. Hay đọc luôn đây nha, trong lúc chờ nó bút nha. Ok, để mình lấy nha. Chân trái của An Ngân. À, chân trái thường giờ suy biến luôn nha anh em. Thì nó cũng nó hiện quét, mình quét ra đây nè. Chút xíu. Oh, lì xì lượm. Ok, rồi. Kích cái này cái nha anh em. Kích cái này một cái đã. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ dịch cái bản dịch cho anh em nghe nha. À, xong rồi nó xíu vậy. Rồi. Cái chân trái này nó có tên là sáng sinh lễ tán nha. Rồi, dòng cơ bản của cái cúc thường á là ngân hiệp lĩnh vực. Hiệu ứng tăng sát thương sẽ tăng 50% nha. Rồi, ở mức 4 sao vàng là khi sinh mệnh chi thần A Ngân lần đầu tiên áp dụng trạng thái khống chế là mục tiêu sẽ tăng vĩnh viễn sát thương cuối mà mục tiêu phải nhận thêm 60%. À. Rồi ở mức 6 sao vàng là khi sinh mệnh chi thần An Ngân mang vạn hiệp UU là cái hồng hoàng mà có cái tên đó anh em sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng giảm hồng lực. Số lần kích hoạt bằng với số lĩnh vực và kết giới được kích hoạt nha khi bắt đầu trận chiến. À, rồi. Ở mức một sao đỏ là Lam Ngân lĩnh vực hiệu ứng tăng sát thương tăng 50%. À, cái này là một cái lĩnh vực khác nha anh em. An Ngân có tổng cộng tới 4 cái lĩnh vực là anh em. Hồng Hoàng 1, nhánh 1 là một cái, Hồng Hoàng 1 nhánh 2 là một cái. À, rồi Hồng Hoàng 4 nhánh 1 là một cái, Hồng Hoàng 4 nhánh 2 là một cái khác. À.
Nó có tổng cộng tới 4 cái lĩnh vực lận. Rồi, ở mức 4 sao đỏ là sau khi sinh mệnh chi thần Angan mở lĩnh vực, sát thương cuối của tất cả đồng minh phe ta tăng 100% và duy trì một hiệp. À, thì cái duy trì một hiệp này nếu mà có vinh á thì có thể sẽ giữ được vĩnh viễn anh em mà. Mình nghĩ vậy nha. Mà chắc là khả năng cao là được á. Ở mức 5 sao đỏ là trong chế độ thi đấu PvP, khi sinh mệnh chi thần An Ngân nhận sát thương chí mạng, giải phóng lĩnh vực bản thân đã mở và nhận hiệu ứng bất tử trong vòng một hiệp. Thì cái chỗ mà giải phóng lĩnh vực bản thân đã mở á thì là nếu mà anh em có đeo cái lĩnh vực ông hoàng một á thì nó sẽ tự động nó mở cái nó sẽ chơi lại cái lĩnh vực đó, nó kích hoạt lĩnh vực đó ông hoàng một lần nữa. Đó, tùy anh em đeo nhánh một hoặc nhánh hai. Rồi ở mức 6 sao đỏ là vào cuối hiệp bất kỳ nào nha, bất kỳ một cái hiệp này, cuối hiệp của bất kỳ na, thì nếu lĩnh vực và kết giới của phe ta lớn hơn 4, tức là số lượng trên sân đếm là lớn hơn 4 nha, sinh mệnh chi thần An Ngân tăng sát thương cuối cho hồn sư cường công, mẫn công hoặc là khống chế thêm 10%, tối đa là 300%, tức là cộng dồn 30 tầng. Cái dòng 6 sao ngon, 6 sao đỏ quá ngon nè. Nói chung là cái dòng nào mình thấy cũng 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 khá là ngon cả nè. À, An Ngân là một tướng chơi lâu dài nè, thấy không? Người ta đã cốt rồi, cốt liên tục luôn là biết rồi. Rồi. Một hồi mình sẽ up cái bảng lên trên trên group đài luôn nha anh em. Oh yeah. Hồ hôm nay được một lần nữa nữa. Hình như là còn mấy ngày đó nè, một mấy mấy ngày ngắn ngắn nữa. Hi hi. À cái thứ sư mình cát nè. Cái đốm lửa. ok, chúc mình lại có được vô mình mở tiếp nhanh em. Để đó đi. À có nhiệm vụ hả? Để coi nó cái team ra. Đi cái nhiệm vụ luôn cho nó rồi đi. Còn mấy? Ba hả? Để cho nó xong luôn em ơi. Đứng rồi, lắc ra đứng rồi nè. Ủa như còn cái cuối đúng không? Xong rồi, ok rồi. Hai ngày nữa. Ú cha. Ốp dữ vậy. Nhiều người bay không đi cho lẹ đi mệt. Rồi. Bên rồi. Vinh 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 vinh.
Linh rong rong. Ba. Ừ, trời ngon. Tuyệt anh em à. Tám là tuyệt lắm anh em. Không có gì cả. Ok, chụp vô mở cái đó. Rồi. Mười lần. À, hôm qua nói nhiều ta, mình đã đi nhiều quên mất tiêu rồi. Ba cũng bao nhiêu lần ta? Hoặc là quên mất tiêu, hôm qua đi nhiều quên rồi. Không nhớ luôn ấy. 40 đúng không? Là 15, xong là giờ đi 15. Ngày đầu cuối đi 10. Rồi, ok. Giờ đi 15. Ui, ngon nè, ngon 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 nha. Hai cái ông là mừng lắm rồi. À, hôm nay đi đi 5 16 đúng không? Nên là 16 nè, mình còn nhớ nè. Là hôm nay đi 5 thôi được rồi. Đi 5 thôi là đi 5 thôi. Cái mai 5 nữa là xong. Còn quay 6 hay quay 5 ta? Cái kệ, dù gì mình hôm nay cũng đi 5 đi. Thì cuối cùng mình còn thiếu nhiêu mình đi thôi, dễ mà, không khó. Hai. Chết. Qua bốn. Ok. Ok nhá, năm rồi, qua đây thôi. Ví dụ hàng ngày đi cũng nhanh em, chút xíu là xong. Hôm nay là ngày thứ bảy, có chi nã đúng không? Ok, kiếm được một vé. Tính ra một tuần bình thường là kiếm được, mọi người kiếm được 6 vé đúng không? Mình kiếm được có 3 vé này. Chả ai mời mình đi. Hay là do mình ít online bên chung. Rồi đi cái skip cái kia luôn. Đang nuôi tiếp con mẫn. Ui, 80 rồi anh em ơi. Chu lè. Quét lâu lắm luôn ấy. Nhưng mà cứ quét đi, tại vì cơ bản là mình cũng phải quét để lấy mấy cái móc trong cái phần quà kia nâng cấp. À, thể lực kiểu này là không chịu nổi lâu rồi.
ID cái này, hốt cái này. Xét nghiệm quá trời luôn em, đỡ ghê luôn á thiệt. Anh em thấy không, bên Trung nó có những cái sự kiện nó giúp đỡ cho người chơi rất là nhiều luôn anh em. Đã lắm, nói chung là rất là đã luôn. À cái này hả? Ô này mấy ông nội vô bụp bụp xong rồi cái gì? Đâu đi thử coi. Ủa? Ủa cái team tôi đâu? Sao này team team này? Rồi, vô, dứt. 10. Hả? Một hit một. Thằng 10. À cái này ai vô sớm bao nhiêu trễ hả anh em? Vô sớm 300. Vô trễ xíu, mất 50 kim cương với mất ít ngọc này. À trời ơi, ăn ngân nữa nha anh em, chỉ cần ăn ngân quýnh thôi ấy. Quá nhẹ. Có ve có tài nguyên. Đỡ quá. Rồi. Môn đồ vẫn sống tốt. Yeah. Anh em có thể không đánh cái này cũng được, chừa cái này hoặc là anh em đánh cái này nè. Kiếm cái đó. Xấu đúng không? Đây nè, kiếm cái xu này nè anh em. Đúng một phát một thôi. Xong. Đúng là nhiệm vụ hàng ngày thì anh em quýnh quýnh 3 lượt đúng không? Nhưng mà khi anh em đã lên max rồi, cái hồi nãy anh em thấy dưới xanh dưới của mình bên góc trái không? Có 100% rồi đó. Đâu cần phải quýnh nữa. Giờ đi đi kiếm mấy cái xu đồng xu để ăn húp xích thôi. Còn cái mấy cái nhiệm vụ đó bỏ qua cũng được. Trời, không có thằng vàng 5 vạn nữa hết. Rồi xong. Nè, mình đang 100% mà cho nên mình không quan tâm tới cái kia nữa nè. Quýnh lần xong. Giờ đáng lên level 59 thì lại ăn chút. Lên rồi thì mình sẽ có được đủ đủ cái xu dư kia đó mình kiếm thêm lượt đi. Cái giọt nước mắt mới chính xác. Chính thêm cái giọt nước mắt đó nè. Thế thì nếu mà anh em lên level 59 á thì cái chỗ này nè, thay vì là điểm kinh nghiệm đúng không, thì nó sẽ biến thành cái giọt nước mắt cho anh em làm nguyên liệu để đi trong cái đợt giảm cấp. Ừ. Đấy, có một mớ để chơi tiếp. Ngày mai quét 10 ở bên chỗ rừng phim hồn nó đủ nè. Đó, 6 trên 7 rồi nè. 4 trên 12, 10 trên 16 là ngày mai chỉ cần đi 6 lượt nó là đủ rồi, 6 lượt ở bên kia đó, nói chung là ok. Ok anh em ơi, mình đang có 100 cái nè. Để mở luôn cái này cho nó xong đi, rồi mình đi luôn một lần. Ok, dứt. Chụp quay đi quay lại lên level 6x rồi anh em. Nhanh ghê nha. Hôm nay là ngày thứ 85 ở bên Trung anh em. 85 rồi. Là mình chơi gần 3 tháng. Ui. Chưa gì mà gần 3 tháng rồi đó hả. Nhanh ha.
Rồi, ok. Rồi, cái cuối cùng ra luôn nè. Đó. Ôi, tôi thầy bói mà. Đó rồi, tôi thầy bói. Rồi, tôi chơi gì cũng xui đó. Thầy bói này chơi gì cũng xui. Ngộ lắm. Rồi, vô anh em. Quay luôn. Như còn mấy ngày thôi. Còn được 4 ngày anh em. Ok nha. Ồ. Không biết cái gì. Đừng có xúc xích là được. Đừng xúc xích. Ừ, trời ơi, 4 sao. Sao không nhích luôn cái nữa, nhích thêm một cái nữa thôi là được rồi. Cần cái cốt của con tiêu tiêu anh em à, cần lắm luôn ấy. Cái vô được không ta, khó quá. Ai mở nha anh em, 112 lượt nha, mình đang là bảo hiểm nè, vậy là chưa lấy được cái cục này đâu. Đầu game mà có cục đó cũng ngon anh, thay vì như là chắc chắn là mình sẽ không có đủ cấp VIP để mà mua trong phòng tin rồi, cho hồng ngoài 5 vạn đi đó. Đúng rồi, không đại đi, mệt quá. Ra gì ra. Ừ, cốt cốt là cốt lõi luôn anh em, ngon. 5 vạn. À, qua sự việc mình lấy cái khải rồi nha anh em. Đứa em trong tông môn. Nó cứ khoe là nào là đam tăng dữ lắm rồi, ngon lắm, anh lấy đi, anh tăng lấy đi. Rồi xong mình nó bị dụ. Và bây giờ mình phải tích kim cương lại để mà mình chơi mấy cái banh ấm, mấy cái banh ấm khí sắp tới của mình nè. Này rất là cần cái banh ấm khí. Giờ mình chỉ mong nhất là gì nữa em, nó là cốt. Là cốt của tam ám với vũ ám. Thì lúc đó, đó là tim ám của bên sổ việc ngon nha anh em. Nhà ra không đủ khí nữa chứ. Ê quên, thần khí ám khí. Cái cuộn giấy nè. Huyền thiên bảo lục. À. Ừ. Tôi mở mà tôi cái đầu trống rỗng không nghĩ gì hết. Ra gì ra đi. Người đen thì mở gì chả đen. Rồi. Bảo hiểm nhiêu rồi? 161. Ok, ngày mai còn mà. Ồ, sắp được 25 cục này nè anh em. Ngày mai chắc mình hốt được 25 cục này. Mở hên hên thì ra được cục chân tuyệt. Còn cục siêu biến thì đừng có mơ. Cục chân mà đừng mơ chứ đừng nói. Cục chân tới 239 lần anh em à. Ý. Rồi, quên luôn nha. Hên là tiện bấm vô đây thấy à. Mở tiếp. Rồi 171. Mai chắc chắn lấy được cái này luôn. Kì. Rồi giờ quýnh cái BBB kia lên này nha anh em. Quên nữa. BBB này hạng mấy? Hạng tư rồi à. À chưa đi cái này anh em ơi, mình chưa có đi nha. Mình hôm nay nó mở giống như sự việc mà nó mở mình chưa đi luôn. Chúng vô mình coi có ai cho thầy tướng nè. Lùm trước. Lùm trước à, thằng này. À hồng hoàng, hồng hoàng 2. Ok. 1 2 được, thằng này chuẩn nè. Xúc đam luôn nè, lùm. Lùm anh em ơi, lùm. Ok, thank you. Rồi. Chúc mình đi nè, chúc đi, chúc đi. Giờ mình đi cái BBB cái ra. Mình mướn được tước xiển này, chút xíu mình đi cho vui. Cái gì đây? Vô giết mày luôn, khỏi suy nghĩ. Bấm. Win chắc. Hai sao 58 có thể thua con ngân ngân nữa thôi, sợ thua ngân ngân nữa thôi, có ngân ngân luôn, không có tam
Mà này bao nhiêu điểm? 30 điểm được rồi. Ok, dứt. Ô mà bao nhiêu điểm cũng được. Hạng tuốt trên trời mà. Ơi giời ơi, cũng chết chứ nó. Ai, ăn ngân nó tươi tốt quá. Thôi rồi. À, ra luôn cho lẹ. Là không nổi anh em, tại vì nó có cái dòng rồi. Có dòng Thái Vân là không nổi rồi. Ok. Next. Lại ăn ngân à. Ăn ngân 8 sao. Hổ. Rồi, liều luôn, liều nhiều nè. Mệt. Thua thối. Ngân uống trước đi. Ừ. Có cơ hội. Bình chết. Anh em thấy không? Anh em thấy con thấy bà Vân vừa bật vòng mất liền lên thấy không? Có tiêu tiêu ở đây bật vòng gì nổi. Tiêu tiêu đây là tèo rồi. Mà chỉ khi một tiêu tiêu nó đã chơi được cái hùng hoàng 4 đó nha anh em thì mới mất lên nha. Chứ nó không chơi thì bật vẫn được. Ok, goodbye. Goodbye. Suit. Aha. Rồi quýnh cái gì nữa? À, quên không lấy tóc được. Quên, ở trong chế độ. Cái đầu bật vật này không bật người ta không lấy tóc được. Quên quên quên. Ồ, thôi. Thôi, chắc. Ui, 10 sao. Trời ơi, lại con này, lại có con này quýnh lâu lắm. Không quýnh đại đi, vô. À, 11 và ra, ra vũ tu la rồi là anh em quýnh tinh anh mòn mỏi luôn nha anh em nói trước. Trời, nó sốc này một phát chết luôn. Hay quá. Ha. Rồi chơi cái gì em? Ba mươi tám, ui già 10 sao. Áo 10 sao có skin luôn, quá dữ. Trời sao mà khó vậy? Liệu nhiều thua thôi chả sao hết, cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Rồi xong chuyện luôn đấy, vậy cho nó nhanh không? Đúng rồi. Cái nào mình lật kèo không ta? Aha. Ném chết ai thì mình thua. Ai, nó bật cây vòng rồi thì quýnh cái gì nữa? Trời ơi, cho tôi skip đi. Tôi yếu lắm mà bắt tôi muốn hoài. 57. Rồi, vậy đi, thua thôi. Hạng 201. À, giờ nào mấy đứa kia nó mua lượt dữ lắm nè. Ôi trời ơi, một hit. Rồi. Thôi cái này không có hy vọng anh em ơi, nó có con thằng Vân nó bật cái vòng nó cũng thua đi gì được. Trời ơi, nữa hả?
Ừ được, thằng này win nè. Win. What the hell? Quấy. Ấy trời ơi, thua ăn ngân nữa. Ôi sợ ơi. Tèo. Tèo 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 leo tèo. Tèo ta leo tèo tèo. Rèo tèo tèo leo tèo. Thôi 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 bỏ anh em ơi, thua á. Ấy khoan khoan rồi. Ừ con Vinh chết. Sắp tiếp có gì. Ai biết được chứ ngờ đâu em. Úi trời ơi. Nguy hiểm quá. Ủa cái này mà win là đúng mắc cười luôn ấy. Ăn ngân chuẩn bị hẹo. Cái nữa. Tù la ơi, thôi cho tôi skip đi. Yếu tới như vậy. Ấy. Trận này khả năng win cao nè. Sao cái đồ hình quen ta? Cái đồ hình của mình vậy? Nhớ là đi boss của mình trước vậy ta. Rồi xong rồi anh em ơi, trời ơi. Ui 167 luôn. Không nhiều lúc mình như gọi vô tình nha anh em, ngày tháng năm sinh của mình. Ên ngày tháng sinh lộn. Quả cả ngày tháng năm sinh. Có năm đâu. Ok. À, không đăng ký, bỏ qua đi. Bỏ đi, nó bỏ qua đi nè. Bỏ đi. Rồi trong đây mình đã tiêu hao được bây giờ mình cần lên tới 960 đúng không, là 74 hả. Ủa, cái này hơi hơi bị khó tính nha, mà lấy cái này mà tính ra cho nó đỡ nhức đầu đi. Đúng là nên tính để mà 186 nha anh em, 186 thế lực, không biết là chịu được nó bao nhiêu lâu thôi. À, có này 4 sao. 186 là lấy thêm 7 76. Ok. Rồi. Xài hết luôn là xong. Xài hết luôn là xong, là xong là xong là xong. Rồi Cường. Còn một cái xá. Rồi, xong ngang. À, còn cái này. Đi luôn là ấy còn cái đi cực hạn nữa. Không biết anh này có muốn coi không nhỉ? Mình đi kỳ nãy xong rồi mình đi cái cực hạn luôn. Để thử có đi được tới đâu. Thì thật chứ bây giờ mà mình mà chơi cho anh em coi luôn chứ thì sự trong ngày mình cũng ít có thời gian mà chơi lắm anh em à. Ừ ngon, cứ cho kim cương đi, cứ đập kim cương vào mặt tôi đi.
Một cú đi cho nó trầu kinh nè. Ai xa. Map nó nhỏ đi lẹ anh em ha. Hôm thứ năm đi map nó rộng nên đi hơi lâu. Ủa, đẹp quá. Rồi, ok, cũng ngược lên xuống xuống anh nha. Rồi, Nam lấy thôi một vé quay mà không lấy à. Rồi. Vô. Vô. Rồi lẹ nào người anh em ơi. Một hit xong rồi. Ồ, anh Ngân nó đi trước, anh Ngân nó mạnh. 10 sao mà. Tạo hình đẹp. Nhưng mà cái avatar này là không thích. Tạo hình thì đẹp. Để coi mình chơi từ tâm thành không ta. 81 vé anh em, thua. Mày thiếu tới khoảng 200 vé nữa. 200 vé. 200 vé đâu ra? 200 vé đâu ra thì không biết. Rồi đi đánh cái này vô luôn nha anh em. Đây vô. Nhưng mấy cái này mình đeo đúng hồng hoàng hết rồi đúng không? Ok. Rồi, vô, sóc thôi. Một hit. Ôi trời. Tướng mướn rồi á mà đánh còn vậy. Ôi chà. Không đơn giản nha. Cú này gì đây? Ô. Ui cái này mới anh em ơi, cái này mới nha. À, giống như là cộng lực cho con boss. À, thôi mình bỏ qua đi anh em, mình để nó sau cùng đi. Anh lấy mấy cái này xong đã. Ồ. Mình nghĩ là nó giống như là cộng sức mạnh với con boss vậy đó. Thì ai mà quýnh được càng cao thì cộng thêm điểm. Nó trên mấy mấy top đó, họ còn cao. Tranh chênh lệch nhau 1 2 điểm mà ngồi spam thấy bà luôn mà. Ủa trong đội hình này con tiêu tiêu rồi. Tiêu tiêu. Ủa tiêu. À tiêu kìa. Có tiêu mà. Ồ vậy là mấy mốt, về server Việt mình có mấy cái trò mới rồi anh em ơi. Đau đầu thêm chứ không có được cái gì hay hết á. Ô xa, mấy khúc này mở lì vậy rồi hả? Ủa chà 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 chà. Ủa sao đi Hồng Hoàng BB? Hèn chi không có đam. Đây là mình xét lại team lên em ơi, hèn chi nó không có đam.
Nãy giờ đánh mà không để ý luôn chứ. Ra cho lẹ để mất thời gian. Ơi, bậy quá. Bóc này lên cho lẹ nè. Rồi. Nhét ra xong. Nhanh gọn lẹ luôn. Vô. Trời ơi, hàng nhiều quýnh nãy giờ không có đam. Đấy, anh em thấy không? Nó khác liền. Con tiêu tiêu mà anh em đi sai hùng hoàng là nó khác liền. Ơi, chịu thương hay không có nằm ở đó mà đi bỏ đó quá sai lầm. Ủa? Khó nha, mới tới đây mà nó khó quá trời. Anh ngân này mình đoán 100% là chắc chắn sẽ có vô hồn nhân thân anh em à. Hãng ngân SR mà còn có. Chà. Có nha. Ok. Hạng nhì thôi mình cũng vui anh em thiệt. Với một môn đồ mà hạng nhì ở trên này là vui lắm luôn chứ không phải vui nữa. Này do ăn ngân mình ê quên lộn Vinh mình ít đó chứ Vinh mình mà 6 sao là mình xách vô đây rồi. Cô Vinh mình thấy ai ta? Thấy chỗ Hảo Vũ. Thấy chỗ Hảo Vũ thì sao sóc đám ta? Áo có hùng lực mà chơi. Được nó cũng quan trọng lắm. Ồ, anh em thấy lạ không? Đam từ con Tam Tu La không to mà đam từ mấy đứa phụ trợ của mình đam to kinh dị luôn ấy. Như con tiêu tiêu này anh thấy quấn không? Xoáy cái máu mất quá chứ mất. Quá ảo vậy ta. Máu hồi hồng lực kinh thiệt chứ.
Đúng là SP có khác. Nè anh em coi này nha. Wow. Ủa lại ta. Vậy con tướng thuê nó còn yếu hơn con tướng của mình. Gì ảo trời. Tôi nghi ngờ nhân sinh quá vậy ta. Ôi nó đá là tính là con thằng con Hải Vũ đá ngang ngửa đam với con nè, có lần mất một mất 1% anh em thấy không. Ủa sao ảo vậy. À đây con tiêu nó xoáy nè. Wow. Tiêu xoáy còn mạnh hơn con ấy nữa như kỳ giấy. Trời nó hồ hoài, điên không? Chà chà chà. Đây, tiêu nè, coi nè. Đó. Sao nó cứ hồi hoài ta. Ôi, con ăn ngân bắn còn mạnh hơn con ta ma con ta tu la nữa là sao? Nè. Đó, trời ơi, cái gì vậy? Ủa là sao ta? Hay là trong mấy cái debuff nó có cái chống đam gì à? Ảo ảo ta. Chết luôn. Đừng đừng có hồi nữa. Hay xa. Còn 2 hiệp mà đúng không? Ui sao vậy ta, sao vậy ta. Giết luôn đi trời. Quá cái một giọt hồi máu nữa. Chết. Trời ơi. Cái gì vậy trời, mới khúc này thôi. Nó còn dài lắm. Ui mẹ ơi. Đang dùng một tướng thuê đúng luôn mà. Ô sao yếu xịu vậy ta. Nó tới 3 triệu công lận. Mình có cùng ý á. Mình có 1 triệu à. Nó gấp 3 lần mình mà sao nó quýnh chán vậy trời. 1 2 1 2. Đúng rồi 1 2 1 2 nè. Ô kỳ vậy ta. À nó đeo cái viên hồng hoàng này. Sóc đam được được đầu thôi. Được sao là phế bà nó mẹ. Nó còn mà dù sao nó 10 sao nó vẫn kích đam to hơn mình chứ. Tao để mình thử coi, sao mình nghi ngờ nhân sinh quá vậy. Không có miếng đam. Ui không có đam luôn anh em ơi. Tôi tiêu quýnh không vô đam luôn rồi. Ui trời ơi khó quá. Thôi 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 thôi.
khó quá. Thôi chứ để hạng nhì được anh em ơi. Cái này mà ngồi spam mà hơi bị lâu ấy. Anh em biết mà đánh ba cái này, anh em đánh sơ việc anh em cũng biết rồi đó. Thôi thôi cái gì mà đấy, thời gian mình có thời gian mình spam sao đi. Chứ ngồi đây đánh anh em ngồi coi lâu lắm. Khi cả tiếng. Lụm này ra lụm quà ngưng. Gì mình ngồi mình đánh sao đi. Khó quá. Năm con em ngủ quên luôn á. Rồi, ok, clip mình kết thúc ở đây nha anh em. Hẹn anh em vào ngày mai chúng ta lại gặp nhau như những vào khung giờ rất là quen thuộc. Rồi, cảm ơn và tạm biệt anh em nha. See you.